Triệu Lộ Tư lộ nhan sắc đẹp nức nở qua ống kính của Tim Qua Đường khiến hot search Weibo náo loạn. Sự kiện thập quan thịnh điển diễn ra mới đây khiến người hâm mộ xứ Trung được dịp mãn nhãn với tạo hình xinh đẹp đẳng cấp của các ngôi sao hàng đầu xứ Trung. Màn đỏ sắc khốc liệt giữa các nữ thần đã khiến CNET có một ngày bận rộn, tha hồ bình luận và đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc của các người đẹp. Bên cạnh những ngôi sao hạng A như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch và Cúc Tịnh Y, một nhân vật khác cũng có chú ý không kém là Triệu Lộ Tư. Xuất hiện khá muộn sau khi chương trình bắt đầu, vậy nhưng Triệu Lộ Tư lại gây sốt với những khung hình hậu trường, tiết lộ visual thật sự. Tạo hình ngọt ngào nữ tính khiến cho Triệu Lộ Tư chẳng khác nào nàng công chúa vội vã đến buổi tiệc trong truyện cổ tích. Bên cạnh đó, bộ ảnh tạo hình do studio chụp và chia sẻ cũng gây ấn tượng mạnh. Triệu Lộ Tư quả thật sở hữu vẻ đẹp xinh xắn tựa công chúa, rất phù hợp với những concept ngọt ngào đáng yêu. Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, Trung Quốc. Cô tham gia làng giải trí năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Triệu Lộ Tư học đại học ở Đài Loan. Năm 2017, nữ diễn viên lần đầu xuất hiện với vai diễn Mã Tuyết Vân trong Phượng Tù Hoàng. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ, Triệu Lộ Tư cũng bắt đầu được khán giả biết đến qua hình ảnh của một cô tiểu thư khuê các. Bề ngoài xinh đẹp, yểu điệu, nhưng nội tâm lại chứa đầy toan tính mưu mô. Triệu Lộ Tư còn được mệnh danh là nữ diễn viên có kinh nghiệm xuyên không nhiều nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, vì trong khối gia tài phim ảnh của cô nàng có đến phân nửa là phim xuyên không. Tiêu biểu phải kể đến như Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, Thiên Lôi Nhất Bộ, Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nan Truyện, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta. Thậm chí Triệu Lộ Tư còn được các fan cứng gọi là cô gái đào hoa vì sở hữu cả một bộ sưu tập bạn trai màn ảnh toàn nam thần vạn người mê như Tống Uy Long, Tiêu Chiến, Lý Hoành Nghị, Cốc Gia Thành, Từ Chí Hiền, Hứa Khải, Vương Dĩ Luân, Trịnh Nghiệp Thành. Theo truyền thông xứ Trung, mỹ nhân họ Triệu xuất thân trong gia đình giàu có. Nhiều hình ảnh cho thấy cô sống trong một căn biệt thự xa hoa trước khi nổi tiếng đã được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Cư dân mạng đồn rằng Triệu Lộ Tư là con gái của một đại gia giàu có với khối tài sản khổng lồ. Thậm chí có lời đồn cho rằng chính Triệu Lộ Tư đã tự bỏ tiền túi để đầu tư phim xuyên không do mình đóng chính. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Triệu Lộ Tư cũng vướng không ít scandal liên quan đến thái độ và nhân cách. Nhiều người cho rằng mỹ nhân họ Triệu không hề đơn giản thanh thuần như những gì cô thể hiện. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ngọt ngào này lại bị truyền thông gán danh trà xanh thảo mai khi bị bóc mẻ chuyên cái phem đồng nghiệp. Đầu tiên phải nói tới việc Triệu Lộ Tư được nhận xét là tiểu Triệu Lệ Dĩnh. Cư dân mạng nhận xét Triệu Lộ Tư nhiều lần có tạo hình cũng như diễn xuất khá giống đàn chị. Đối với việc này, Triệu Lộ Tư lại chia sẻ rằng, mọi người đừng nói vậy, tôi không biết bản thân phải diễn bao nhiêu năm nữa mới có thể được so sánh với chị Triệu Lệ Dĩnh. Mong mọi người đừng đề cao tôi quá mức. Tuy nhiên, câu nói này của Triệu Lộ Tư lại bị nhận xét là thảo mai giả tạo. Thực chất cô nàng muốn ké phem vào danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh. Netizen phát hiện ra rằng Triệu Lộ Tư có tiền sử lôi các nghệ sĩ đình đám ra để bàn luận, biến họ trở thành công cụ để thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên yêu em từ dạ dày khiến dân tình ngán ngẩm khi dìm nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba khi cùng hợp tác trong Trường Ca Hành. Trượt tay like bài viết chê đàn chị Victoria Tống Thiến. Một lần nọ, Triệu Lộ Tư lại gây tranh cãi khi vô tư bấm like bài viết so sánh và khen ngợi cô nổi trội hơn so với hai đàn chị là Ngô Tuyên Nghi và Cúc Tịnh Y. Sau bao lần lỡ tay, dường như nữ diễn viên Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn mãi chẳng chịu chừa. Với những chiêu thức đánh bóng tên tuổi không mấy đẹp như vậy, Triệu Lộ Tư đã biến dàn sao đình đám trở thành người lót đường sự nghiệp nổi tiếng của cô. Đây cũng là lý do khiến Triệu Lộ Tư phải nhận mưa gạch đá từ công chúng. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn là mỹ nhân thị phi khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Bất cứ phốt căng nào liên quan đến người đẹp đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Triệu Lộ Tư từng nhận được sự yêu mến hảo cảm từ công chúng, nhưng chính những thủ đoạn thảo mai tỏ ra ngây thơ vô tội của người đẹp này đã khiến netizen chán ghét, chỉ trích thậm tệ. Chắc chắn trong bước đường sự nghiệp sắp tới, nữ diễn viên sẽ phải cố gắng rất nhiều, không chỉ ở việc diễn xuất mà ngay cả chấn chỉnh tác phong để ý tới thái độ của người xung quanh.